Đúng không ạ? Em bảo cay quá. Cay quá này, em không uống nước rồi chị ạ. Nhưng mà đầu vẫn ngon. Ngon quá em ăn. Ai lại vừa ăn một miếng cua gà xong lại ăn một miếng kẹo chứ mỡ. Chị bảo mình ra đây á, ngồi đợi á, mãi chưa thấy đâu cả. Bảo à, chị ơi chị ra đi, em đi ra cô siêu thị á, em mua được cái này á, ngon lắm mi. Chưa thấy đâu cả, ngồi suốt từ sáng giờ. Mau ra. Ồ, một con ruồi rồi đấy. Trời ơi, bắt người ta đợi lâu rồi, ngồi đây. Mua gì đấy? Chị có bao giờ ăn khô gà chưa? Chị ăn bò khô thôi, làm gì có cái gì là cái khô gà. Đây. Wow, thì ra là cái này em khoe với chị đấy hả? Em mua riêng cho chị đấy hả? Còn em ăn gì? Em ăn nè. Ồ, bởi vì chị thấy cái này có ớt nè. Ồ, có ớt thì em không ăn được rồi. Này sữa. Sữa của em đúng không? Biết ngay mà. Đâu có mua sữa cho chị đâu. Ui, chưa mở ra đã thấy có. Có gì đây? Có ớt. Ồ, đúng rồi đó. Không ăn ớt à? Ăn sao nổi? Đây là cái gì? Khô gà. Không cay em ơi, ngon. Ê, thử một tí. À, không cay, không cay, không cay. Cay à? Hiện tại chị ăn là cay. Thế thôi chị ăn. Vậy là hôm nay gói này một mình chị ăn đúng không? Ừ. Ô, su đã phải uống hết sữa luôn nhé. Ừ, ngon hết. Thế còn em ăn gì bây giờ? À, với chị bắt luôn. À, vậy thì em biết trước rồi đúng không? Nên em đã mua phòng cho mình rồi đúng không? Chị ăn khô gà cay, còn em thì ăn cái này đúng không? Ừ, ổn thế. Cay quá, cay quá. Trời ơi, cái này còn cay hơn cả bò khô luôn ý. Này, em này. Ui, ui, cay lắm ấy. Đúng là khô gà cay quá cả. Một con gà, đây là gà tây, đây là những quả ớt. Cay thật đấy. Nhưng mà vẫn cay ấy. Lại một quả ớt nữa. Cay ấy. Ôi, không còn ăn được. Cay hết luôn ạ. Chỉ ăn được gà thôi. Wow. Ăn miếng này xong đảm bảo là chị sẽ chơi hết cả một chai nước vì cay ấy. Nhỏ ngon lắm. Cái này ăn. Cái này ngon một kiểu bò khô, ngon một kiểu. Ngon. Ốc mơ đấy. Ờ, chữ mờ. Chữ mờ là chữ mẹ. Ủa, lại thêm quả nữa. Chú ăn đi em, ngọt lắm. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi thế để đây. Mua cái gói này có đắt không em? Em mua ở đâu á? Mua ra không biết. Ôi trời. Thế này em có siêu thị đây, em không nhớ tên mua ngon thật đấy. Đúng không ạ? Em bảo cay quá. Cay quá này, em không mua nước rồi chị ạ. Nhưng mà đầu vẫn ngon. Ngon ngon lắm. Ai lại vừa ăn một miếng khô gà xong lại ăn một miếng kẹo chứ mỡ. Thôi, đi về nhà chị, lấy chai nước, vừa ăn vừa uống nước thôi. Cầm ra, cầm ra. Hết rồi. Cầm ra, cay quá. Đấy nha, em ăn có một miếng thôi mà em ăn. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.